tính mua nay là chuẩn bị ăn trước đó, mà mua về nó đợi cái tính sạn đi nấu nước rồi tính mặn nó rồi nè, cái nó khóc quá trời luôn, cái nó nằm nó khóc quá trời luôn, nó hai mắt nó khóc như người ta luôn á. Vậy đó hả? Nguyên cái đợt gia đình em giờ thấy bạn con dịch, thấy con dịch nay khóc vậy là chắc gia đình em nghĩ con dịch luôn đó. Em biết khóc rồi nói chuyện. Dạ. Kỹ nàng mà luôn gì cho. Kỹ nàng mà luôn. Nghe ở đây với tao nha. À. Vô đây nè. Ủa sao nó kêu giống ngỗng vậy? Dạ. Nó kêu giống ngỗng vậy? Không, có đèn chụp phải ngỗng à, cả rồi. Nè, con chụp nè, quay nè. Đây nè. Đây chị ơi. Hồi nãy mà em đăng cái clip qua bên cái vô cái Zalo của anh đó, anh coi từ khúc đi mà nó khóc giống như ai coi. Nãy em quay cái quay chậm. Cái này con vịt này mua nào? Vịt này là mới mua sáng luôn á, mới mua sáng rồi mới đem về là chuẩn bị làm nó là nó khóc rồi, người đâu có làm đâu. Vậy cái đó này hả? Cái một cây đâu tắm đầu hoàng cái nó thấy thằng quá nó dọc dọc này luôn. Ờ, thấy mắt nó, thấy mắt nó làm như đỏ đỏ gì kìa phải không? Buồn heo à. Sao mặt buồn heo vậy? Khóc nhiều lắm kìa. Kìa mắt nó đỏ đỏ luôn nè. Ờ. Ok chạy đi. Nó quay gần kìa. Khoan đây làm một đoạn coi. Đây là con. Nó khóc hai bên luôn, hai con mắt luôn hay là một con mắt? Nó khóc hai bên luôn á, hồi mà anh coi cái clip em kỹ là anh coi nó hai bên luôn á. Ờ vậy đó hả? Ngộ quá. Anh coi cái clip em là em quay tại vì cái điện thoại của chị em nãy coi, cái điện thoại của chị em quen cái rồi cháu em quen cái nữa là ba cái luôn mà chị em mới về nhà chị em rồi cái điện thoại nó quay cái cảnh khác, cái điện thoại em quay cảnh khác nữa. Ờ. Thấy, thấy nó buồn ha. Ở đâu mới mua đó. Con này nhìn mà có tinh linh quá. Nó buồn heo. Nó khóc hai bên cái này rồi nó nhiễu xuống ngào một dũng luôn á. Vậy đó hả? Cái này à? Coi cái clip của em là anh coi chỉ để ngồi để em lục cái điện nữa chị em lại em lục cái điện thoại của chị em coi em gửi qua cái Zalo cho anh nghe kép. Vậy là bữa nay mua về là cũng như là tính làm thịt ăn đó ha, tính ăn trước mùng 5 tháng 5 á gì, phải không? Tính mua bữa nay là chuẩn bị ăn trước đó, mà mua về nó đợi cái tính sạn đi nấu nước rồi tính mặn nó rồi nè, cái nó khóc quá trời luôn, cái nó nằm nó khóc quá trời luôn, nó hai mắt nó khóc như người ta luôn á. Vậy đó hả? Nguyên cái đợt. Ờ. Thấy mặt nó buồn ha, con này nhìn thấy nó có tính linh quá. Con này nó tâm linh thì luôn là anh thôi, em đó giờ em chụp lại mới thấy con này luôn, giờ em đâu có ăn đâu, giá đâu như cái này. Cái này hết đó, hết giá bằng dịch luôn hả? Gia đình em giờ thấy bằng con dịch, thấy con dịch nay khóc, vậy là chắc gia đình em nghĩ con dịch luôn đó. À. Mặt nó buồn heo rồi, con mắt nó đỏ đỏ ngầu vô nè. Buồn lắm luôn. Buồn heo kìa. Phải mà chứ nãy mà em quay mà sắc sắc kìa, dễ thấy chết luôn, nay em cũng ngu đó. À. Không nhiều lắm ha. Nè mới đánh cho nó nè. Ờ. Vô con. Vô. Ồ, cũng khôn dữ ta. À. Nhà. Như nhà đây. Nó em mới mua đó đâu phải mua từ nhỏ hay đâu đó. Chị thấy sự kinh ghê không đó. Anh xả thấy không? Chị sao không được không? Nhà này dịch luôn rồi.